ancla mejor. De lo que vemos aquí, vamos de nuevo. Đầu tháng 5 năm 2015, các producer của Việt TV đã thực hiện một chuyến đi đáng nhớ có 102, đó là khám phá đất nước Cuba, một quốc gia bí ẩn đối với nhiều người trên thế giới. Việt TV hân hạnh giới thiệu với quý vị loạt phóng sự về Cuba qua trải nghiệm bằng cách đi bụi để tìm hiểu cuộc sống của người dân Cuba một cách gần gũi và chân thực nhất. Choạng vạng ô Havana. Chúng tôi đi theo ray cho đến tận chiều tối. Điều thú vị của tôi trong ngày là ngoài việc chứng kiến cuộc sống thường nhật của người dân ở Havana, thì tôi luôn bật cười khi quay lại cảnh chú Phạm Cơ và chị Tường Minh đi săn hình trong khu phố hẹp. Bởi cái gì cũng rất là lạ lẫm với chúng tôi. Chị Minh thấy người dân xách cá trên tay vừa đi câu về thì vội vã chạy theo ghi hình. Còn chú Phạm Cơ thì chụp ảnh lia lịa, bấm máy như đang chơi game vậy. Điều này khiến tôi cười mãi trên đường đi về lại Casa. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở downtown của La Havana. Đây là cái nơi mà người dọc đường bảo rằng là rất là yên tĩnh và trải hẳn với tất cả những cái gì mà người ta vẫn thường nói về La Havana. Nhất là vùng downtown là vùng hết sức là nguy hiểm như là downtown Los Angeles, downtown Houston and downtown Washington DC. Nhưng mà actually, cái chỗ chính nhất của cái downtown này là một cái nơi hết sức là yên tĩnh và con người hết sức là thân thiện với những cái người lớn tuổi ngồi bên vỉa hè nhìn ra ngoài trong một buổi chiều tà bóng xế, là những hình ảnh nói chung là đẹp nhất trong buổi chiều vàng của con người. Thưa quý vị, chiều tối người dân ở đây do không có internet và các phương tiện giải trí như chúng ta nên họ thường đổ ra đường để vui chơi, từ người lớn đến trẻ em. Người lớn thì ngồi đánh cờ domino, túm năm túm ba khiến tôi phải dừng lại để xem. Hay chỉ đơn giản là ngồi vỉa hè hóng mát, trẻ em thì chơi bóng đá hoặc chạy lăng quăng đùa giỡn với nhau. Người dân hiền hòa và dễ chịu, họ cũng chịu khó giao tiếp với du khách một cách thân thiện, cho dù rào cản ngôn ngữ rất là lớn. Mira para allá.
cái mà toàn các ông cùng quý vị thấy đằng sau đó, người ta gọi là Masonic Brotherhood, tức là một cái tổ chức bí mật mà tổ chức này người ta có nhiều người bảo rằng là đa số các tổng thống Hoa Kỳ đều ở trong đó, là một tổ chức đứng đằng sau hậu trường chính trị của nước Mỹ và đã chỉ đạo toàn thể hệ lực chính trị của nước Mỹ, đó là Masonic Brotherhood. Thưa quý vị, đó là trụ sở của Masonic Brotherhood ở tại La Habana, Cuba. Đại lộ Melecon ngay sát bờ biển là một nơi không thể bỏ qua. Nơi đây vẫn giữ được nét hiện đại của con đường chính đã được xây dựng từ những năm 1900. Người dân cũng tụ tập đi dạo, du khách thì lái những chiếc xe cổ vòng quanh biển để ngắm cảnh, trải nghiệm buổi chiều Havana yên tĩnh. Những người già thường mang đàn ra hát và ngồi uống trà nhàn tản. Thật khó tưởng tượng, đây từng là một thủ đô nhộn nhịp và đẹp nhất nhì Caribbean. Tu mano valiosa y fuerte hacia la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte aquí. Se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Với bờ biển dài 8 km, đại lộ Melecon là một trong những đại lộ chất chứa linh hồn và tinh túy nhất của Cuba. Đại lộ cũng là nơi gặp gỡ và được ưa chuộng của tầng lớp trí thức Cuba, nơi các nhà triết học, nhà thơ và cả những người hát rong, đặc biệt khi hoàng hôn xuống. Đầu những năm 1900, đây là nơi tập trung của tầng lớp trung lưu muốn đi tìm sự thoải mái bên ngoài trung tâm Havana. Nguyên chiều dài của đại lộ Melecon là dải kiến trúc lẫn lộn giữa cổ điển và tân cổ điển. Thậm chí, còn có nhiều kiến trúc nghệ thuật mới lạ mắt. Đến đầu thập niên 1950, đại lộ Melecon đã trở thành một con đường cao tốc có đến 6 làn xe bận rộn và là nơi tụ tập của nhiều tầng lớp, thậm chí là nơi kiếm sống của người nghèo. Nó còn được coi là một trong những nhà hát ngoài trời của những người hát rong. Sau cuộc cách mạng Cuba 1959, sự tráng lệ của những tòa nhà trên đại lộ xưa chỉ còn là những tòa nhà già nua cũ kỹ. Rất nhiều tòa nhà rộng lớn bị phá hủy hoặc đang hư hỏng, không có người ở dọc theo đại lộ, để lại sự tiếc nuối vô hạn cho những ai một lần đặt chân đến Havana.